Thưa quý vị, một nhà nông ở phường An Hòa, thành phố Sa Đéc đã trồng lúc kiển bán Tết và thu hút khách đến mức cháy hàng. Loại cây rất đổi bình thường, gắn bó với người dân Việt, được hóa thân thành kiển Tết ra sao? Xin mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng. Các cây lúa sau khi gieo xạ khoảng 20 ngày, ông Lượng sẽ tiến hành bứng cây vào chậu và bắt đầu chăm sóc và xử lý cho cây ra bông. Lúa kiển được trồng khoảng 90 ngày là có thể bán. Giống lúa được ông chọn trồng là giống lúa thơm. Ngoài có hương thơm, những bông lúa khi chín sẽ chuyển sang màu vàng ươm bắt mắt. Năm nay thời tiết thuận lợi nên số lúa ông trồng đều phát triển tốt và ra nhiều bông, chắc hạt. Cũng vì lẽ đó mà giá bán cao hơn năm ngoái. Ông Lượng cho biết đây là năm thứ hai ông trồng lúa kiển. Do sợ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên năm nay ông chỉ trồng 1.500 chậu lúa kiển để bán Tết theo đơn đặt hàng, giảm hơn 6.000 giỏ. Thời điểm này, tất cả số lúa trong chậu đã được thương lái mua hết với giá 35.000 đồng một chậu, tăng 10.000 đồng một chậu so với năm ngoái. Do rất hiếm người trồng, nên lúa kiển của ông Lượng đang cháy hàng ở làng hoa Sa Đéc hiện nay.